Minasan, konnichiwa. Những nữ hoa sen xin kính chào toàn thể quý bạn và các vị. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi một phương pháp sau đây nhé. Một ngày tôi uống thuốc 3 lần. Ichinichi ni sankai kusuri o nomimasu. Khi số điểm cộng với kai thể hiện được cái số lần. 2 lần là nikai, 3 lần là sankai. Tương tự các trường hợp đặc biệt, chúng ta có một lần là ikai. 6 lần rokkai, 8 lần hakkai, 10 lần zukkai. Chúng ta hãy cùng đến ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng số điểm ngày hôm nay nhé. Một ngày tôi uống thuốc 3 lần. Ichinichi ni sankai kusuri o nomimasu. Một năm tôi du lịch 2 lần. Ichinen ni nikai ryoko shimasu. Mẫu câu này nhằm diễn tả tần suất làm việc gì đó với số lượng bao nhiêu lần trong một cái khoảng thời gian cụ thể. Một ngày tôi ăn cơm 3 lần. Ichinichi ni sankai gohan o tabemasu. Ichinichi là lượng thời gian trong một ngày. Sankai thể hiện tần suất 3 lần. Gohan o tabemasu, tôi ăn cơm. Một tuần tôi làm thêm 5 lần. 1 週間に5回アルバイトをします。1 tháng tôi đi siêu thị 4 lần. 1 ヶ月に4回スーパーへ行きます。Với nghi vấn từ 何回thì mấy lần. 1年に何回国へ帰りますか? 1 năm bạn về nước khoảng mấy lần?Để trả lời cho một năm tôi về nước khoảng 2 lần. 1 年に2回ぐらい国へ帰ります. Ở đây ぐらい thêm sau 2回chỉ số lần khoảng 2 lần. Chúng ta thấy ぐらい đứng sau số lần là 2 lần, thể hiện là khoảng 2 lần. Với một câu hôm qua tôi chỉ ngủ 4 tiếng. 昨日4時間だけ寝ました. Ở đây đa kê thể hiện từ chỉ. Một ngày tôi chỉ ăn cơm một lần. 1 日に1回だけご飯を食べます. Một tháng bạn gặp người yêu mấy lần? 1 ヶ月に何回恋人と会いますか? 答えはコメントしてください. Các bạn hãy ứng dụng một phương pháp hôm nay và để lại đáp án của mình dưới dòng comment nhé. 最後まで見てありがとうございました。じゃあねー。